Hi and welcome back to my channel Mến chào quý vị ông bà cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mẹ mình làm bánh xèo, bánh bèo. Hi, chào các bạn. Hi mẹ, mẹ làm gì vậy? Hi, hôm nay mình ra vườn, trời đẹp quá, mình ra vườn mình làm bánh bèo. Bánh bèo chén các bạn. Hôm nay mình ra vườn làm bánh bèo chén. Today my mom is making savory rice cakes. Hi mẹ, mẹ chia sẻ cách làm bánh bèo chén nha mẹ. Được. Cả nhà, cái này là bánh bèo chén của mình. Đây là bánh bèo. Thì mình chia sẻ, mình không có chia sẻ hết, mình không có giấu nghề. Trước nhất là mình sẽ có bột gạo. Cái này là bột gạo, chợ Việt Nam nào cũng có bán một bịch bột gạo. Còn ở đây là bịch bột năng. Nếu mà các bạn nào không thích ăn bữa nó dai dai á, thì khỏi cần làm bột năng, chỉ cần bột gạo thôi. Còn nếu mà các bạn nào mà thích ăn có cho nó dai dai á, thì có bột năng, pha bột năng vô. Thì một bịch bột gạo thì mình cần nửa bịch bột năng. Và mình pha vô là cái cup. Thì chén thì mình nói mình pha bằng chén, nhưng mà chén thì có cái nhà xài chén lớn, xài chén nhỏ. Hôm nay là xài cái cup đi cho nó dễ. Là nửa bịch bột này, một bịch bột này thì là 7 cup rưỡi nước. Pha vô 7 cup rưỡi nước. Mình bỏ vô trong đó là khoảng là nửa muỗng cà phê muối. Xong rồi là mình pha đó. Nếu mà muốn cho bột nó nghỉ lâu thì tối nay mình pha, ngày sáng mai mình đổ. Hoặc là sáng mà chiều mình đổ thì sáng mình pha. Rồi khi mà đổ đó thì mấy cái chén như vậy là các bạn làm phải để vô. Không cần phải sửng đâu, sửng cũng được. Mà mình thì mình thích làm cái này. Tại vì ngoài vườn thì không có lò nữa, mình làm bằng cái này, cái chảo này gắn điện vô. Thì trước khi đổ bèo thì các bạn để cái chén này cho nó nóng một chút xíu, nó sôi lên nó nóng một chút xíu. Thì khi mình đổ nó vô thì khoảng 5 phút thì các bạn dỡ nắp nó ra để cho cái hơi nó ra. Rồi xong mình đậy lại thì khoảng 15 phút thì bánh nó chín. Khi mà nó chín xong nó ra vậy, mình nhớ là các bạn phải để cái hơi cho nó ra, đổ ra, dở cái nắp để cho nó hơi ra. Bây giờ mình đổ này, một cái muỗng này thì mình cho cái chén vô, chén nước mắm mình đổ vậy. Để làm sao mà cái lỗ nó sâu quá vậy? Thì đó, thì chén phải nóng trước khi mình đổ bèo, chén mới nóng. Và mình phải canh khoảng 5 phút thì mình dỡ nắp nó, mình đẩy nắp lại 5 phút mình dỡ nắp ra để cho cái hơi nó ra với cái nước nó mình bỏ ra ngoài, để cho đừng có cho nó lọt vô đây. Thì nó cái bánh nó sấy như vậy đó, sấy rất là đẹp. Bảo đảm đó, nếu mà làm như vậy thì cái bánh lúc nào nó cũng sấy. Mà nếu mà các bạn mà để đó mình đi làm công chuyện khác, mình lo làm nhân hay mình lo làm chuyện khác đó, thì cái bánh nó không có bao giờ mà nó được sấy như vậy. Nó chỉ hơi thôi. Bây giờ mình đẩy ra 5 phút đó, thì mình dỡ ra để cho nó nước nó xuống. Rồi cái muỗng như vậy thì cái chén nước mắm này mình thì hay đổ bánh bèo. Mình người miền Nam, nhưng bánh bèo này thì có gốc là miền Trung. Mình mua sẵn mấy chén này, mấy chục cái chén như vậy nè. Rồi khi nào mình đổ thì một cái muỗng này thì đổ nó ra được như bây giờ như vậy. Cái hơn nữa là mình hôm nay mình ăn cái này thì nếu mà các bạn nào thì ăn mặn thì tôm thịt thì tùy theo. Còn nhà mình ăn chay, hôm nay mình ăn chay, nhà mình ăn chay tháng 10 ngày, ai cả nhà đều ăn hết, thì mình sẽ có nước mắm chay. Nếu mà không ai thích ăn nước mắm chay thì có nước tương, rồi đậu phộng. Rồi cái này là tỏi.
tây, cái tỏi tây đó. Tiếng Mỹ nó kêu bằng mà tiếng Việt Nam kêu hành tây hay gì đó. Thì sấy ra mình để dành một cái hũ như này. Thì khi mình ăn thì mình tháo ra. Mình tháo ra mình để cái này vô mình chan mình ăn. Cũng ngon lắm. Không có ngán. Nếu mà ăn mặn thì làm nhân tôm thịt vô thì nó cũng hấp dẫn đó. Bây giờ đó chờ cái này là cho được 5 phút thì mình sẽ dở cho các bạn coi sau khi 5 phút nó sẽ giống như thế nào. Nếu các bạn muốn làm cái bánh này rồi để vô comment vô rồi mẹ mình sẽ chỉ cách làm. Nếu mà các cả nhà mình ai mà theo dõi không có kịp á thì để vô comment thì mình hỏi kỹ mình sẽ chỉ kỹ cho mình không có giấu nghề thì cái bánh bèo nó ra nó sẽ đẹp đẹp như vậy. Chút xíu nữa là mình sẽ dỡ ra để cho nước nó ra cho các bạn thấy này, 5 phút là nước nó she's gonna pull it out after 5 minutes. Yeah. 5 phút thì nó hơi xoáy hơi rồi. Mình muốn xoáy nhiều hơn thì mình xoáy phải để lâu hơn. Thì mình phải lấy nước ra để cho nó. Nhưng mà bánh bèo này cũng không có làm cái lửa sôi quá. Sôi quá cũng không, sôi bự quá cũng không được mà nhỏ cũng không được. Xoay bự quá nó có bị hư cái bánh không? Nó chín, bánh nó chín nhưng mà cái xoáy nó không việc xoáy như vậy. Dạ, dạ. Xoáy thì nó không có đẹp hả? Xoáy nó không có sâu gì, nó chỉ xoáy hơi thôi. Đây. Đây. 5 phút. Thì nó sẽ sau 5 phút. Đó. Nó sẽ giếm như vậy. Thì mình cho cái nước nó chảy xuống, mình đậy lại tiếp. Mình 10 phút nữa là mình sẽ lấy bánh ra. Nước mình sôi hơi. After 10 minutes, she's gonna take out the rice. Yeah, con muốn thử không? Dạ, chút nữa con thử. Dạ, con thử không bèo hả? Dạ. Con thử ra làm sao đi. Rồi thử không bèo đi. Dạ. Dạ, con thử một cái. Now I'm gonna try one of the rice cakes. Thử coi ngon không? Thử cho ý kiến. Đó, không có cần thấy phải để dầu, không có cần để gì hết. Chứ là cái chén nóng là mình cái việc để đổ nước vô là đỡ bột vô là để cho nóng mình đỡ vô là lấy ra dễ dàng, các bạn thấy không? Mình thấy con gái mình đã lấy ra cái chén con lên. Lấy mời các bạn ăn. Lấy ra dễ dàng, không cần phải có tha dầu thôi gì không cần. Chén mình lấy thì ăn chay gồm có như vậy đó. Đậu phộng. Tha bột, bảo đảm tha bột như kiểu mà mình chỉ đây đó là bột bánh vừa dai vừa ngon, không có chỗ nào chê hết. Bây giờ mình sẽ thử nha, mời các bạn ăn. Thử coi ngon không, nói lên cho. Ngon. Nó nguội chút thì nó ngon, nó dai ha, nó dai. Cái bột nó dai. Tại vì có bột năng đó, nửa bột tục năng vô đó thì nó dai, ngon. Bột năng với bột gạo. Còn nếu mà là bột gạo không á thì nó thơm, hương vị quê hương nhưng mà nó không có dai như mình tìm mình hơi thích dai. Dạ. Cái hành ngon lắm, nó thơm thơm á chung nè. Hành đó thì mình làm sẵn mình để đó. Hành này thì thường thường mình ăn để dành ăn bánh bèo. Dạ.
con ăn xong con dỡ cái chảo mẹ lên cho cả nhà thấy, dỡ ra kéo ra lấy nước ra, dỡ cái chảo ra, dỡ ra kéo ra đó đó, nó các bạn thấy không, thấy không, lỗ đó. Dạ bây giờ mình đóng lại, đóng lại cái video mình tới đây rồi, các cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Yeah. Kính chào các bạn, nếu mà ai có thích cái bánh bèo này của mình thì xin comment ở dưới rồi hỏi kỹ mình sẽ chia sẻ cách làm. Dạ, cảm ơn đã theo dõi, xin ủng hộ, nếu mà thích xin ủng hộ con gái mình rất cảm ơn nhiều, chúc ngày mới vui vẻ, bye.